cùng chiều ngày lễ Vu Lan, ngày lễ tưởng nhớ cũng như ngày cha người người mẹ thân yêu của chúng ta đấng sinh thành, người đã cho ta một đời thật là ý nghĩa và đẹp. Cũng như cùng có mặt với các cha con, các học trò, thì hôm nay Mạnh Quỳnh cũng gửi đến quý vị một sáng tác mà Mạnh Quỳnh đã viết cách đây cũng gần 20 năm. Ngày đó thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh, cha mẹ của Mạnh Quỳnh thì chia tay lúc Mạnh Quỳnh có 3 tháng tuổi thôi. Mỗi người một nơi và Mạnh Quỳnh phải về sống với bà. Và sau khi Mạnh Quỳnh sang Mỹ thì giống như người bà, giống như là người mẹ của Mạnh Quỳnh vậy. Và khi người mẹ qua đời thì Mạnh Quỳnh có về lúc đó được. Và sau 20 năm thì Mạnh Quỳnh đã trở về thăm người bà của mình. Thì trong cảm xúc đó Mạnh Quỳnh sáng tác một bài hát rất là ý nghĩa mà không có quý vị đây cũng đã từng xem qua trong cái live show 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh. Quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của Quỳnh, sản phẩm được mang tên Lời Ru Của Mẹ. Quý vị cùng lắng nghe. Một lần về quê thăm lại mộ của bà Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh sáng tác bài hát này, quý vị cùng lắng nghe. Xưa giờ chúng ta nghe nó hát về ngoại nhiều cho nên Mạnh Quỳnh đổi là chút xíu, Mạnh Quỳnh bà nội. Ok, bây giờ quý vị cùng lắng nghe Mạnh Quỳnh, một sáng tác của Mạnh Quỳnh, sản phẩm được mang tên Nội Tôi. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Bài này thì nó mang âm hưởng dân ca Nam Bộ mà quý vị nghe Mạnh Quỳnh hát giọng Nam nha chứ. Cái này là để Tuyết Nhung hay là Quỳnh Trang là hát sẽ hay á, nhất hoặc là chị Hai Phi Nhung cũng sẽ hát cái bài này rất là hay. Rồi, ca sĩ Mạnh Quỳnh lần đầu tiên chia sẻ về mẹ. Mạnh Quỳnh được nói là một người hát nhạc buồn thì vào năm 1992, lúc đó anh gần 20 tuổi, Mạnh Quỳnh đã rời Sài Gòn sang Mỹ định cư cùng mẹ. Khoảng 3 năm đầu ở đất khách quê người, chưa bao giờ Mạnh Quỳnh nghĩ có ngày anh sẽ được trên sân khấu biểu diễn và được khán giả yêu thích như ca sĩ của dòng nhạc quê hương, nhạc trữ tình. Suy nghĩ thường trực trong lòng một chàng trai đặt trên đất Mỹ là làm sao để kiếm được công việc ổn định để có thể tự nuôi bản thân và chăm sóc mẹ. Ngày còn ở trong nước, Mạnh Quỳnh yêu thích ca hát. Việc bên cạnh việc học ở trường, anh đến cổ nhạc với thầy Ngọc Ẩn ở gần nhà. Sang Mỹ, không có nền tảng tự học từ những bài hát cải lương ngày xưa đã giúp anh có chỗ dụng võ. Một lần tình cờ hát góp vui tại đám cưới của bạn bè, Mạnh Quỳnh được mọi người khuyến khích thu âm vài ca khúc, anh gửi đến trung tâm âm nhạc và anh được ký hợp đồng và con đường hát của anh mở ra từ đó, cũng giống như Phi Nhung vậy. Khoảng cuối năm 1999 đầu năm 2000, dòng đĩa nhạc Dã Từ Thế Kỷ lần đầu tiên Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung nhạc phẩm Dù Anh Nghèo. Sự hòa hợp trong phong cách biểu diễn bình dân tự nhiên, chất giọng trữ tình của hai nghệ sĩ trở thành một đôi song ca vàng của làng nhạc trữ tình suốt một thập kỷ. Tuổi thơ vắng bóng người cha và người mẹ mất vất vả mưu sinh. Trong một cuộc trò chuyện, Mạnh Quỳnh có thể khiến người khác bật cười vì sự thân thiện hài hước, nhưng ít khi anh nói đến một tuổi thơ vắng bóng của cha. Nam ca sĩ trùng giọng xuống, mắt không giấu được nỗi buồn. Cha của Mạnh Quỳnh là một quân nhân Mỹ, cũng giống như Phi Nhung vậy. Chỉ có một thời gian ngắn sau khi Mạnh Quỳnh chào đời, người cha Mỹ của anh bị mất tích. Mẹ Mạnh Quỳnh ngược xuôi tảo tần nuôi anh. Vì cuộc sống khó khăn, Mạnh Quỳnh được gửi về quê với ông bà suốt 15 năm tuổi thiếu thời. Tuổi thơ của các em nam ca sĩ Mạnh Quỳnh là chuỗi dài dằng dặc của nỗi buồn xen nhiều lũ tuổi thân. Lúc chiều tan học về, nhìn bạn bè có cha mẹ đứa rước, cậu bé Mạnh Quỳnh phải gồng mình giấu đi nước mắt. Mẹ rất thương tôi nhưng bà phải xa xôi mưu sinh. Còn với cha, tôi chưa kịp có dấu ấn gì về ông. Đó là một nỗi hụt hẫng, một khoảng trống quá lớn trong lòng tôi ngày nhỏ. Mạnh Quỳnh tâm sự, tình yêu vô bờ bến đến ông bà dành cho Mạnh Quỳnh chính là điểm tựa để anh vượt qua tuổi thơ mất mát. Nhà ông bà không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng chỉ đủ vừa ăn. Ông bà dồn hết sự chăm lo, nuôi nấng dạy dỗ cho cháu côi cút được học hành đàng hoàng. Cuộc sống ở quê để lại cho nam ca sĩ nhiều ký ức đẹp. Đó là những lời dạy dỗ về cách sống nhân nghĩa ở đời, làm mỗi tối được nghe ông bà kể chuyện đời xưa, đọc ca dao tục ngữ, là những buổi chiều mưa đi câu cá với lũ bạn. Là những buổi chiều mưa đi câu cá, ngồi trú mưa dưới cỗi bằng lăng già sẫm màu tím chiều buông. Từ rất sớm, Mạnh Quỳnh đã biết tư lự, biết suy ngẫm về phải trái của cuộc đời. Anh bắt đầu làm thơ, những bài thơ chép tay dài kín trang giấy học trò được anh gửi vào những tâm sự, nỗi buồn, suy nghĩ, tình cảnh, cuộc sống của gia đình. Sau này khi sang Mỹ, Mạnh Quỳnh không chỉ ca hát mà còn sáng tác ca khúc. Nhiều ca khúc của anh được thay phổ lại và những bài thơ chép tay trong sổ học trò ở quê nhà ngày nào đó, như các bài tâm sự như Tâm sự người hát buồn, Hạnh phúc đơn sơ.
20 năm hòa nhập với cuộc sống ở đất nước phát triển, chất quê hương không một chút phôi pha vẫn ở Mạnh Quỳnh. Một lần trong một chương trình ca nhạc, tôi đùa với MC, qua bị 10 năm tiếng Anh không nói được bao nhiêu, nhưng tiếng Việt quên gần hết. Không ngờ khán giả phật lòng với câu nói này, họ trách móc quá trời, khiến tôi phải lên tiếng giải thích. Tôi thấy mình trước sau vẫn vậy, tôi có thay đổi đáng kể, tôi thích sống thật, không bon chen để đổi tiếng, gặp ai cũng vui vẻ hòa đồng. Anh tâm sự, quãng thời gian đầu sang Mỹ, lúc đó anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì anh vừa mất bạn, vừa mất người yêu. Vào giai đoạn khổ cuộc nhất của cuộc đời ở lúc ở bên Mỹ, anh gọi điện cho bạn thì bạn tắt máy, gọi điện cho người anh thương thì lúc đó cô ấy đã ở phương trời nào rồi, không còn để ý đến anh nữa. Cuộc đời của Mạnh Quỳnh khi đó xoay quanh câu chữ vì anh nghèo nên không ai có sẵn sàng là giúp đỡ anh, vì sợ giúp đỡ anh thì sẽ không nhận được lại điều gì đó. Đó là một khoảng thời gian tăm tối, nhưng nó cũng là một vạch xuất phát để có được như một Mạnh Quỳnh thành công và để lại nhiều tác phẩm hay và đẹp cho đời như ngày nay. Cuộc đời như một hình chữ U vậy, nếu chúng ta gặp khó khăn thì có lẽ là chúng ta đã đi được nửa đường của thành công rồi, đến đáy của chữ U. Vậy thì bước tiếp theo là chúng ta phải vượt lên để lên đến đỉnh của hoàn thành chữ U đó. Và cuối cùng thì Mạnh Quỳnh của chúng ta cũng đã hoàn thành được, và bây giờ anh đang đứng trên đỉnh vinh quang và tiếp tục trao lại những sự tinh hoa của sự nghiệp của mình cho thế hệ đi sau như Trường Giang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno, Quỳnh Trang. Hiện tại, Mạnh Quỳnh đang sống với vợ và hai con trai ở tiểu bang Orlando, Mỹ. Nam ca sĩ đùa anh đã hát thời đã qua thời phát triển nhất của sự nghiệp, thời mà anh và Phi Nhung còn chạy sâu đến mệt cả bờ hơi tai. Khoảng 5 năm qua, anh hoạt động tự do và dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Sau những lần đi diễn, anh lại quay trở về làm người đàn ông của gia đình với cuộc sống bình dị. Và sự mất mát của người bạn thân cũng khiến anh dần trầm lắng hơn trong cuộc sống của nghệ thuật. Ý chị gửi hoa và đây chính là chiếc bánh gửi về cho anh. Và đây ạ, em rất muốn anh chiêm ngưỡng món quà từ khán giả ở Mỹ gửi về cho anh. Ok. Vâng. Và thưa quý vị, là chiều nay khi trước khi chương trình diễn ra, tôi có chạy qua đây gặp anh Quỳnh khoảng 15-20 phút. Thì một điều rất ngạc nhiên tôi được biết là anh Quỳnh rất yêu màu tím. Cho nên FC của anh Quỳnh mặc màu tím, vì thế tối hôm nay tôi phải chọn một chiếc áo màu tím để mặc. Quý vị ạ, xin cảm ơn. Nghĩa là tôi xin được nhập, em xin được nhập FC của anh được không? Được chứ, càng nhiều càng tốt. Thưa quý vị, là tôi rất vui là vì ngày hôm nay được đồng hành với anh Quỳnh và các học trò của chị Nhung, anh Quỳnh trong chương trình rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và một điều tôi thắc mắc về anh Quỳnh là anh ấy sáng tác rất nhiều bài hát, và tôi nghĩ nếu không trở thành ca sĩ, chắc chắn có một điều anh ấy sẽ trở thành nhạc sĩ hoặc nhà thơ. Đúng không anh? Nhạc sĩ đương nhiên rồi, nhưng ý rằng là định mệnh đã là như vậy anh ạ. Đã trao cho anh rằng sứ mệnh này trong cuộc đời anh phải là nhạc sĩ hoặc là nhà thơ. Anh viết thơ rất hay, cứ có một chút gì cảm xúc hoặc tâm tư là y như rằng trên Facebook post bằng thơ luôn. Chọc tôi ạ. Một điều này nữa quý vị ơi, anh lại rất khiêm tốn. Tôi thấy cực kỳ khiêm tốn khi mà chiều nay hỏi anh rằng tại sao anh sáng tác nhiều như vậy mà anh không chịu để cho các ca sĩ khác. Thì anh Quỳnh có nói một câu rằng anh Quỳnh sáng tác hoàn toàn bằng cái cảm xúc tự nhiên của anh. Anh không phải là giống như những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Những bài hát của anh quý vị nghe đã thấy đều là những tâm tư, những tình cảm rất cá nhân của anh về những cái cảm xúc về mẹ, cha, về gia đình, về xã hội. Và điều đó khiến cho những bài hát của anh có lẽ rằng là hiếm hoi khi có một người vừa viết được nhạc và hát được thành công như anh. Anh ấy cũng rất hay dỗi hờn. Tôi để ý tôi thấy trên Facebook cái sự dỗi hờn của anh Quỳnh dễ thương. Anh Quỳnh dỗi đáng yêu vô cùng. Dỗi là bảo rằng tôi không làm thơ mới không hát vọng cổ cho mọi người nghe nữa. Quý vị biết rằng là anh Quỳnh là người có công rất lớn khi ở bên hải ngoại. Anh Quỳnh đã cùng với chị Nhung làm sống lại cái dòng nhạc cổ, đặc biệt là vọng cổ. Và ngày hôm nay sẽ rất có lỗi nếu như anh ấy không hát một bài gì đó, hoặc là có thể anh không cần nhà hỗ trợ nhé, chỉ cần anh hát đổ một câu vọng cổ. Quý vị đồng ý không? Yeah. Anh mà không hát thì mọi người lại dỗi lại anh đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Chút xíu nữa đi, thì mình càng nhiều khuya mà mình sẽ phổ nhạc cho quý vị nghe. Vâng. Chút nữa quý vị nhé. Thế một lần nữa xin chúc mừng anh với những khán giả của từ tận bên Mỹ cũng đã gửi qua điện hoa về đây cho anh. Và hy vọng tối nay với chiếc bánh này thì toàn bộ FC của anh sẽ mỗi người được hưởng chung niềm vui với anh. Okay. Vâng, và chúc quý vị cũng tiếp tục với tình yêu âm nhạc của Mạnh Quỳnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn MC của chúng ta.